Loa đảnh nhà siêu sang Dương Mịch mua cho bố mẹ lần đầu được tiết lộ. Căn nhà mà bố Dương Mịch khoe được con gái tặng khiến cư dân mạng trầm trồ vì không gian sang trọng và vận trang nhà cùng khoảng sân vườn rập bóng cây xanh. Là một trong những ngôi sao hạng A đình đám nhất gì biết hiện nay, trong nhiều năm trở lại đây, Dương Mịch nhận được rất nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh, đồng thời tích cực tham gia sâu truyền hình thực tế. Cô còn thành lập công ty riêng và trở thành bà chủ của hàng loạt ngôi sao trẻ đang lên. Chính vì vậy, những khoản tiền mà nữ diễn viên mang về cho khối tài sản của mình, hàng năm luôn giúp cô lọt vào top, những ngôi sao có thu nhập cao nhất là giải trí hoa ngữ. Tài chính rủng rỉnh, Dương Mịch đầu tư cho việc kinh doanh, sản xuất phim, phát triển các tài năng trẻ nhưng cũng không quên dành một phần để chi tiêu cho gia đình và bảo hiếu bố mẹ. Vài ngày trước, bố ruột của nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh, chụp một ngôi nhà cực sang với nội thất mang phong cách Trung Hoa cổ điển, cùng khoảng sân vườn rộng lớn, nhiều cây xanh lên mạng xã hội. Loa đạnh lập tức nhận được sự chú ý của cư dân mạng vì phong cách đặc biệt mà nó sở hữu. Nhiều người khen ngợi Dương Mịch là cô con gái hiếu thuận, dù bận rộn công việc nhưng vẫn không quên chăm sóc, bảo hiếu hai đấng sinh thành. Tông màu chủ đạo của phong cách là nâu đỏ trồng quý phái, hai chiếc đèn lồng tạo cảm giác Trung Hoa cổ xưa. Khi đèn được bật lên, sẽ tạo bầu không khí ấm áp cho cả căn phòng. Màu, nâu... màu đỏ nâu cổ điện xuất hiện trong mọi ngóc ngách của căn nhà quan tâm đến tính thực dụng và thoải mái cho người sử dụng, nên phòng khách không sử dụng bàn ghế gỗ mà dùng sofa dày mềm mại. như vậy, hai phong cách hiện đại cổ điện vẫn đan xen với nhau một cách hài hòa. Mặt bàn gỗ chân nhặn của bàn tạo cảm giác dễ chịu, chùm đèn treo phía trên ra ánh sáng, ấm áp cho cả căn phòng. Sắc ấm này cũng có thể làm tăng độ đẹp mắt của các món ăn. Các loại hoa và những bức tranh đậm chất nghệ thuật khiến căn nhà thêm phần trang nhã. Bố của Dương Mịch là ông Dương Hiệu Lâm, là một cảnh sát đã về hưu. Mẹ cô tên Dương Xuân Linh, vốn làm nghề giáo viên và sau này đã lui về làm nội trợ. Cả hai vợ chồng đều không phải người trong làng giải trí, nhưng cô đã sớm nhận ra năng khiếu nghệ thuật của con gái. Họ đăng ký cho Dương Mịch theo học khóa diễn xuất truyền hình dành cho trẻ em của xưởng phim Thiếu Nhi tại Đại Lục từ khi cô còn rất nhỏ kể từ đó nữ diễn viên liên tục phát triển bản thân trong lĩnh vực diễn xuất và luôn được bố mẹ ủng hộ trên con đường hoạt động nghệ thuật